Giải bóng đá Xuân Lai mở rộng lần 2, tranh cúp UF88 chính thức khởi tranh vào ngày 16 tháng 3 năm 2023 tại sân bóng Xuân Lai Xuân Thu Sóc Sơn. Quan Độ vô địch giải Chí Đồng 2022. Tân Vương giải Quan Độ mở rộng 2023. Mẫn Xá đương kim vô địch Hương Mạc 2022. Phố Xá lọt vào bán kết giải Yên Phụ Open 2023. Ngô Xá á quân giải Chí Đồng 2022. Hãy cùng chúng tôi đưa ra những nhận định tại bảng C. Quan Độ, khi mà khán giả nhà bắt đầu quay lưng trở lại với bóng đá thì họ đã có những tín hiệu đầy tích cực. Cụ thể, những giải đấu gần đây, Quan Độ đã có cho mình hai chức vô địch tại Chi Đông 2022 và Tân Vương giải đấu Quan Độ mở rộng 2023 do chính họ tổ chức. Bóng đá nơi đây không đơn thuần là môn thể thao mà còn là tình yêu của người dân Quan Độ thể hiện với phong trào khu vực. Song song với việc tổ chức giải mở rộng, họ cũng thành công tổ chức giải đồng niên và giải bóng đá nữ các xóm. Lứa trẻ Quan Độ đang hòa nhập một cách nhanh chóng khi những cái tên như Nghiêm Vạn, Tiến Linh đang từng bước gắn kết với những con người cũ, Nghiêm Quang, Quốc Trụ, Bòn Bòn. Vừa qua, Nghiêm Vạn cũng giành cầu thủ xuất sắc nhất tại giải Quan Độ 2023. Cầu thủ sinh năm 2006 hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới của bóng đá Quan Độ. Các thông số trên đủ để cho chúng ta thấy sức mạnh và việc giành vé đi tiếp của Quan Độ là rất lớn. Mẫn Xá được coi là cái nôi phát triển của bóng đá khu vực Yên Phong Bắc Ninh. Từ những năm 2015, giải bóng đá Mẫn Xá đã gây tiếng vang lớn từ trong và ngoài lãnh thổ Bắc Ninh. Bằng sự chuyên nghiệp hàng đầu của bóng đá phong trào, luôn thu hút số lượng lớn khán giả cũng như các ngôi sao tầm cỡ. Mọi giải đấu cái tên Mẫn Xá luôn được đánh giá cao ở chỗ ứng cử viên vô địch. Với những con người đã quá hiểu nhau khi cùng nhau chinh chiến ở rất nhiều đấu trường, những Mẫn Tâm, Tiến Mỹ, Duy Tình, Trương Anh luôn khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Với tâm thế xếp thứ 3 tại mùa giải trước, bước đến Xuân Lai Open lần 2, họ sẽ chiến đấu bằng mọi giá để đổi màu huy chương. Phố Xá không còn là một đội bóng nốt đường sau những năm tháng sắm vai con mồi khi tham dự các giải đấu, thì gần đây nhất, bóng đá Phố Xá đã lọt vào bán kết tại giải Info Open. Đó cũng là tín hiệu đầy khả quan của bóng đá nơi đây, khi mà điều kiện và cơ sở hạ tầng của Phố Xá là quá thuận lợi cho việc phát triển bóng đá. Tương lai không xa, bóng đá Phố Xá sẽ có những bước nâng tầm đáng kể. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại, khi rơi vào bảng đấu đầy khó khăn, có sự góp mặt của Quan Độ lẫn Mẫn Xá, cánh cửa đi tiếp sẽ hẹp đi với Phố Xá và chúng ta cùng chờ xem điều bất ngờ mà họ mang lại tại giải đấu Xuân Lai Open lần 2. Ngô Xá, đại diện đến từ xã Long Châu, nơi bóng đá được xem là tình yêu bất diệt. Khán giả nơi đây luôn có sự cổ vũ cuồng nhiệt dành cho môn thể thao vua. Với các giải đấu tổ chức xuyên suốt hàng năm như giải đồng niên, giải các dòng họ, gần đây thì họ cũng tổ chức thành công giải mở rộng Ngô Xá 2023. Đội lên ngôi vô địch là FC Trung Lạc. Tiếp nối sự thành công đó, họ cũng vừa hoàn thành giải bóng đá nữ Ngô Xá một ngày 8 tháng 3. Và đội nữ Ngô Xá đã về nhì khi để thua đội bóng nữ Nặng Nhuý ở trận chung kết. Các cầu thủ Ngô Xá được biết đến với tinh thần thi đấu quyết liệt, máu lửa, họ luôn chế hết mình trong từng trận đấu. Vẫn còn đó những thử thách đáng gờm ở phía trước và từng trận đấu ở vòng bảng với họ đều được coi là trận chung kết. Chiếc vé đi tiếp của bóng đấu sẽ là 35% dành cho Quan Độ, 40% dành cho Mẫn Xá, Phố Xá 10% và còn lại 15% thuộc về Ngô Xá. Hãy để lại nhận định của bạn dưới bài viết. Xin chào và hẹn gặp lại. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.